Rồi, rồi, rồi. Rồi. Tới nơi chuẩn bị quẹo vô cái cạch một cái thôi là vô tập được đi ba cái thi rồi, mà cuối cùng lại mà mình quên đem tiền nữa mà mấy bạn mình đem cái thẻ, nhưng mà mình sợ mình đem cái thẻ vô á thì mất công á chị, mới đi ba cái thi nói là thôi bây giờ mày quẹt vú mày quẹt mắt tao đi, không mày quẹt vú mày quẹt mắt tao đi, hả? Thôi mình chịu khó mình chạy xe mình đi rút tiền đó mấy bạn, mình đi rút tiền đi, tao nói tao chẳng chương trình được rồi, hôm nay chẳng chương trình hay đó. May mà vừa cái lúc đến cả là mình chợt nhận ra là mình không đem tiền các bạn ạ, à. Chứ không thôi bảo anh bánh trắng có 30k mà bị quên tiền nó không trả tiền thì nhục lắm. Thôi đi vào rút tiền thôi. Ừ đi rút tiền thôi, đứng ở đây. Kẹt tiền rồi, tao thì bị lỗi này. Số xui đúng xui luôn mấy bạn ơi, rút tiền mà bị kẹt tiền mà không ra tiền mà chẳng ngược lại bị không ra tiền. Đi bên kia bên VIP cả cái bên. Ok các bạn ơi, bây giờ mình phải chuyển sang cái ATM khác để rút tiền thôi. Má nó không rút được rồi, đi bị lỗi rồi luôn á. Nó không cho mình đi ăn bánh tráng rồi. Thì cây khác lên đi. Như con nít vậy trời. Chị tôi đó, 24 rồi đó. Mà coi kìa. Ê, con gần này không được rồi, nó về luôn á. Là nghỉ coi video luôn đi. Rồi luôn. Đi từ lúc trời mới còn sáng đến giờ trời mới vui rồi các bạn ạ. Trời. Đi okay. Đi. Đi. Let's go. Thấy là bây giờ nhờ là rút tiền được, mà bây giờ mấy bạn có video xem nó mới nha. Biết cực khổ chưa? Đó, cho. Trời coi đi. Coi tướng đi kìa. Ok các bạn ơi, bọn mình vừa tới rồi. Luôn á, không hiểu sao mà tự nhiên cảm giác giống như là từ lâu mà mình chưa có ra khỏi nhà mấy bạn, nên là mình cảm thấy ở đây có nhiều người quá nên là mình run. Chuyên gia đến người cô. Kiểu bị nhát đi có ba đứa mình run quá đi trời ơi, đi vô đi đi ăn bánh tráng mà cứ như kiểu đi ăn cướp á. Trời ơi vậy cái cảnh chiếu phim luôn các bạn ơi, đi vòng vòng đi xem ở đây có gì nha. Trời ơi không biết đi đâu luôn. Bên này ngồi bây giờ ngồi xếp hàng chứ không rồi. Ê, mình bên kia mình kiếm cái thằng trống thằng lông nha. Chào mình đang mua uống gì chưa? Uống chưa? Chưa em mới thấy em biết ăn gì đâu. Ăn bánh bèo. Ăn bánh bèo. Đây không? Em ăn cái gì nó cũng cứng, mặn lắm, mặn lắm. Cứng cứng hả? Ăn dai nha. Ăn dai ăn không? Ăn luôn đâu. Sù còn hai ngày này là kem bi. Sù dạ. Làm lâu chưa? Giờ mới đây à? Dạ. Kem xà chưa? Trong ngày lắm, trước tiên là bây giờ em nhìn em trong mặt quá, mình đổ mồ hôi luôn rồi mấy bạn ơi. Nhỏ thảo đi, bây giờ đây. Đây bộ đồ giống nhau quá kìa. Trời ơi. Hắc bạch vô thừa. Hắc bạch vô thừa. Tôi bị mù sợ thật luôn á. Ủa sao mấy bạn nín thở hả? Ủa nãy giờ nín thở không đó? Nín thở cùn nè. Giật quá nè. Giật quá nè, đổ mồ hôi nè. Ê mấy bạn ơi, chọn giùm mình với mấy bạn ơi. Mình chóng mặt quá. Sao bữa nay em gù chị thế? Ôi sao không có gì luôn á. Mày hả? Không, mày cái gì? Anh lẹm kẹ. Ủa sao em nói nghe nè. Hả? Ủa gì đồ ngon. Ủa ngoài nó phải chơi bóng cười đúng không? Tại vì ở đây, qua đây à, qua đây. Chị bớt cái mỏ này cho em mời nha. Ủa mà cái gì chiên mà không có cái menu này? Menu cái miệng em nè. Menu trong cái miệng nè. Lại lựa đi. Lại lựa đi. Menu em ba người đó. Nè bây giờ nè, lo đẳng nè. Đọc thuộc lòng đi xong rồi lại đây. Đi anh mời em. Khó khăn quá. Cho anh đứng đi để anh
giờ chưa mua được bánh tráng. Gọi quá trời gọi rồi. Mình đến đây mình không biết là review bánh tráng trộn nên là mình đi review cái gì nữa. Đúng rồi luôn. Chị tiếp ra cho em gu gì ta. Nói gì luôn đó mày. Trời quá trời quá đất rồi. Nó như kiểu con nhiều con luôn á. Làm dưa đảm sợ xanh. Mình ra đây mình chưa mua bánh tráng luôn á các bạn. Review. Sao? Ngon. Hả? Nó nhập dẻo. Hoạp. Mọi người cũng ăn nha. Ngon. Dai quá. Ờ em thấy anh này, anh qua đây. Qua bên đây. Dai quá. Lâu quá mình chưa được ra đường. Bữa nay mình ra xong rồi mình ăn mấy món này. Ngon quá. Đó, chưa ăn rồi. Ngon quá. Nói ăn trầu thì lưa tay cái giật lại. Không chấm vô mà. Hay thịt bò. Bò làm gì á? Bò xả. Em đi. Rồi. Không khách quá trời rồi. Đích bán gì đó. Tôi tưởng nó không bán gì nó không to, nó phóng cái đích bò luôn. Ôi giời, xếp hàng bắt đầu từ đâu vậy? Bên đây có đánh bán Để ghế nè, ai muốn ngồi đây đợi. Ừ, em qua bên khoảng trống để dùng tiền. Ui, ngồi xuống coi. Không nhìn thấy gì hết. Là mẹ thiên hạ vậy á. Ngồi xuống. Không nhìn được. Em đang đem một bánh hả? Ủa, em biết chừng nào mới tới em. Em chỉ cho cách chừng nào mới tới em. Trong khi đó hàng không có. Vậy là em phải ngồi đây. Ôi, một mình bá mà 4-5 cái mít luôn cơ. Thiên thần thì chứ, thiên thần mít go. Ê, mà có một đứa mua thì ba đứa đứng qua. Ngồi chơi vậy á. Ôi, đứng rồi ta thì người đi mua. Hãy đưa tiền cho tao đi, đủ quá tao đéo có tiền. Để lên. Giang chơi chơi luôn á mấy bạn. Thôi, ta chụp đi cho ta bấu chụp. 45 chụp. 40 chụp hả nội. Mua nước mịt, một nước mịt. Ê, mình thấy á, là có vài bạn làm YouTube á, là người ta hay lại gần cách Thi nói chuyện á. Nhưng mà anh này mình hung quá. Không đâu rồi. Lên. Nó xẻo quá à. Trời ơi là trời. Tao là hãy mày, tao lại mày. Tao có làm gì đâu. Mày đừng có nhìn nó nữa. Nhìn sao nhỏ nó cơ, nó khóc luôn. Để mày quỳ, mày xin lỗi nó đi. Lại đó. Cô đi. Trời ơi, coi nè. Cô thiệt. Cô Rồi, sao không có nước mắt luôn. Ôi, đứa. Thấy mày dễ xúc động nữa. Không, không. Không có đây, không được đi, không có đây, đi. Trời ơi trời, nó sợ kìa. Đi ra. Rồi mày đi ra chỗ khác má ơi. Má. Là má gỗ gàng. Tiếp tục nè. Rồi, tới ai vậy ta? Áo vàng ơi, áo vàng. Vô. Em một phần, thầy hai phần. Mày đứng. Em chị Thi, chị Thi đứng với em đi. Không. Tự nhiên tìm gì tôi đứng là tôi lấy. Chị Thi. Có người bán rồi. Ừ, chị Thi bán gì? Rồi cho qua luôn nè. Ê, tôi kêu người khác à. Em đi 30 cái số đó chị bán em ăn mấy ngon được. Bị đây gặp con môi là trái tay nha nha. Bị đây gặp con môi là trái tay nha nha. Trái tay nha. Chị gửi đây, gửi cho em. Đưa cho em, đặt tay em ăn mấy ngon. Em gửi tiền rồi. Hả? Ủa, đưa chưa? Ủa, sao? Đưa cho em, em ăn mấy ngon.
Vui cười lên đây. Cười đi. Cười cười. Cười em thấy không? Em đi ta. Cười rồi đó. Tao giờ. Thôi cười cũng được rồi. Nói thiệt luôn á là chị mình đi ba cây mua cái số mà chị mà đưa cho mình thì mình ăn mới ngon mấy bạn. Ok. 30 chị. 30 chị. Ai phần nửa trái này. Nói vậy á, chị mới đưa cho mình. Ốc quá chừng ốc luôn. Nghiệp nhỏ vậy. Sao anh thấy chụp rồi đúng không? Ok, chụp đi em. Chụp đi. Quê nào? Chụp hết đi mà. Ừ, cứ quay đi mà là chụp luôn. Ờ, vậy đó. Mày đây nè, mày đây nè. Ốc quá, không làm ai nữa. Chị Linh Cầm. Mẹ, cô bé này xảo má. Chụp. Chụp hình kìa. Rồi. Tôi biết thế nào là Vũ chụp hình không khi nào bà cười hết trơn. Tôi coi YouTube bà nhiều rồi. Ai mà xin chụp hình phải làm. Bây giờ mình sẽ ngồi đây rồi review cho mọi người coi. Cái tao đấy gì cháu? Thôi nó vào quay đổ nó vào quay trụ này. À đúng rồi. Ra tôi nhà quê mới lên mấy má rồi. Nghe thiên hạ đồn là ở đây bán bánh tráng ngon. Nên là hôm nay bọn mình sẽ thử review xem nó có ngon như lời đồn nha. Ủa là sao chứ không phải bỏ bọc này hả? Ờ ơi đến tay rồi. Em... Ok trong này có một bịch mỡ này. Một bịch hành này. Một bịch xoài này. Gạo găm nữa chị. Ừ xoài gạo găm. Bốn quả trứng cút và một quả trứng chim. Đó giờ chưa bao giờ trộn bánh tráng luôn đó trời. Bình thường là ở nhà mình nói nhiều lắm các bạn ạ. Khi ở nhà giết như kiểu là đi ra đường giờ thấy đông người cái mình sợ mình không dám nói gì hết trơn. Nhát. Bị nhát không dám nói gì hết trơn. Trời ơi trời nghe cái cớp luôn á. Bóc nhờ quả trứng. Đứng lại lắc đi. Lắc đi. Tới sáng. Nó hơi bị nhỏ hẹp nên là trộn hơi bị khó. Ok các bạn ơi xong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử để review cho mọi người xem nó có thực sự ngon như lời đồn không nha. Ok. Mời mọi người ăn cùng mình nhá. Cái này mày nói một lần. Họng như cái ông cóc nữa. Gì vậy? Đây, cay hả? Mặn hả? Chua? Đắng? Chứ gì? Ngon! Ngon! Đố! Hơi cay. Chào mấy bạn! Số hơn hả? Ma búp bê nè. Mày chết chị này mày. Cái gì? Không gì hết, không gì hết, đâu gì hết. Thưởng thức món bánh tráng trộn. Ngon phải không các bạn? Ngon, xứng đáng.
mình không ăn được ngay nên là mình cảm thấy nó hơi cay. Đi về ăn tiếp các bạn. Bây giờ cũng muộn rồi nên là bọn mình ở xa nữa. Bây giờ không biết đường phải đi bao lâu các bạn. Bây giờ 8 giờ. Mình giờ chắc cũng có 9 giờ chưa tính lạc đường nha. Hẹn bạn. Em cảm ơn mấy anh chị ạ. Mệt quá. Trời, ở đây tối lắm. Tối luôn. Cao lên xíu. Chỗ này nó bé này nó lùn. Rồi. Trời ơi, chụp kiểu này chắc chết luôn. Trời đất ơi. Có người nữa vợ kìa. Rồi luôn. Vô luôn. Mẹ đi trời ơi. Chụp sao thấy mất tiền không à? Còn bán chưa? Được chưa? Đứng vô xây chị đi. Ok, về đi. Lẹ lên. Ủa vậy là em cũng theo dõi á hả? Có theo dõi em có đăng ký không? Em chào mọi người đi. Chết ngồi xe nè. Em đội nón hồng. Em nón hồng hết luôn. Rồi một đống nón hồng luôn, không biết thế nào luôn. Là Ngọc Trâm. Ngọc Trâm cô tay gọi nhớ tên Ngọc Trâm. Em Thanh Hoài á. Thanh Hoài. Bye bye. Bye bye. Em. Hai đứa đi về chỗ khác chơi. Đi vào sẵn khác đi chơi. Đi vào đi quay không? Đó đâu. Ở trong hẻm này. Trong đó có cái gì? Ở trong có nhà có cái gì người làm gì đây? Chắc để hút khách đi. Mệt quá, mệt quá. Nha mày, mày nói nè. Đó là tôi thích cô đó mà sao cô tới đây cô phủ tôi vậy, cô nói nghe coi. Ai bị bắt nhỏ người ta ngủ bên ngoài. Đúng rồi. Vậy là em coi được bao nhiêu cái video rồi. Mẹ đất ơi. 12 cái gì? Ủa sao nhớ vậy? Có ghi ra sổ. Trời ơi. Nhưng mà đứng xích đây, nhưng mà em coi fan video thì em có thấy cái video nào mà chị này đánh đi không? Không, chọn video nào. Ủa nha. Có chọn nha. Chôn nữa chứ đâu đánh đâu. Nhưng mà chôn mà bị ác luôn ấy. Rồi chị này chôn bi bị ác. Chôn bi ác. Thì tại sao em không thương bi mà em đi thương nó không? Ai chôn ở ngoài người ta là người ta đâu. Vậy giờ chị giờ hỏi em nè, ví dụ như bây giờ em đặt lên tình trạng của bi đi, bị nó chôn ác đi rồi em sẽ phản ứng thế nào? Chị ghen. Không. Đánh đi, đánh lên đi ra. Đánh đi ra tạm thời thôi xong rồi cho vào nhà tiếp nhờ. Đen ngủ. Đấy. Con có hôn Bi không? Thương ai hơn? Không. Bi là người bị cho lúc nào cũng bị cho nát hết trơn á. Mà sao em không thương Bi mà em thương cái người kia hơn? Thôi. Đấy chứ bây giờ em nói em thương Bi á thì Bi nói em ham mà nếu bây giờ á em thương như này á thì Bi nói là em ác. Vậy em nói thương cả hai đi. Bây giờ em thương ấy. Vậy phải tốt không? Nãy tự nhiên đuổi tôi đúng quê luôn á, trời chắc tôi là người bị hại luôn á. Đâu vậy? Mất tiêu. Chạy hả? Chúc mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối đi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ nhớ thật là ngon để trong mùa thi nè.
này tốt. Tốt nó sắc tốt. Bị suy sụp tâm thế, suy sụp tinh thần, suy sụp tinh thần. Tôi chui nữa. Đây mà nói nghe nãy, sao mẹ con lúc nào chụp hình nó cái mặt nhỉ? Ủa là sao mà con? Đó, ngày xưa bác cười nhiều quá, cái mỏ của bà bị lên nửa này nè, cho nên bây giờ bác không cười. Có gì? Xin dập tinh thần còn hai. Nó lật mặt nhanh thật như lẹo mà cố luôn á. Nãy giờ mới ôm ấp ấp, thương yêu xong, giờ bắt đầu quay sang. Thôi mày đi. Quay xe. Thôi. Dạ gì vậy? Giỏi nha, mấy đứa thi chưa? Thì rồi, rồi. Thi xong rồi. Thôi, đeo đồng hồ chơi thôi chứ đồng hồ chết rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ bọn mình về đây cũng cả muộn quá rồi, về muộn nguy hiểm các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và một subscribe và đừng quên đăng ký kênh của hộ mình nhé.